Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn món cá lóc đồng nướng trui nha các bạn. Mình mua được hai con cá lóc đồng đây. Bây giờ mời các bạn cùng vào bếp nướng cho vui nha các bạn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cái phần nguyên liệu nha. Mình có hai con cá các bạn, mỗi con khoảng chừng 700-800 gram. Rau ăn kèm nha các bạn. Cá lóc cuốn bánh tráng thì phải có rau, rau thơm, húng lủi, rau quế, lá thọ tây nè các bạn, cái này ăn thơm lắm. Rau biền, là dưa leo, thơm. Và cái phần mình làm nước chấm thì mình có nước mắm nêm xay á, các bạn mua ở trong chai người ta đã làm sẵn, nhưng mà mình sẽ làm lại cho cái nước chấm mình nó ngon. Nếu mà cái món này nước chấm mình ngon thì mình ăn nó mới ngon được nha các bạn. Mình sẽ có một ít sả, vài tép sả, vài tép tỏi, ớt và chanh, một ít hành lá để mình làm mỡ hành, và đậu phộng rang để rắc lên cho thơm. Có bánh tráng để cuốn nữa nha các bạn. Cá này nè các bạn, nếu mà nhà bạn nào có tre đó, các bạn chuẩn bị cái que tre dài để mình xiên vô cái phần bụng của nó thì mình nướng nó mới ngon. Còn nếu mà bạn nào không có đó thì mình dùng que dài bằng inox các bạn xiên vô nướng nó cũng được nha các bạn. Có thể người ta nướng bằng rơm, còn mình thì mình không có rơm, bây giờ mình nướng than nha các bạn. Bạn nướng, nướng cho nó cháy chứ giải của nó luôn. Mình chui nó, mình không có chui bằng rơm tại vì mình không có rơm á. Giờ mình chui nó bằng than. Nó hơi xám da lại rồi nè, nó hơi cháy cái phần da lại, nó bốc mùi lên thơm lắm. Các bạn nên nướng kỹ cái phần đầu chút nha. Nhớ xoay con cá và con cá nó chín đều nha. Nướng như vậy thì rất lực cực nhưng mà ăn ngon lắm các bạn. Cá đây là người ta đi câu á mấy bạn. Mình phải dặn hàng mới có được hai con cá này nè. Chứ thường thường bây giờ cá nuôi nhiều lắm. Thường thường người ta nướng trui ra cái da của nó cũng cháy đen luôn ha. Ham ha. Ừ. Món này là hồi xưa là ở trên nhà ông ngoại là thứ bảy chủ nhật là thường làm. Đó là mấy cậu là chuyên môn là nướng. Mình chạy theo mình coi làm, mấy cậu làm khéo lắm. Nướng thường thường dặn là coi như là phải nướng cái phần đầu phải cho thật kỹ. Cái phần đầu nó là khó nhất, phần thịt thì dễ chín, phần đầu nếu mà nướng không khéo nó không có chín. Không chín vô cái ruột của nó ha. Ừ. Cái phần bụng của nó là phải nướng cho chín tới bên trong cái ruột của nó. Mấy cậu mình hồi đó chuyên gia nướng vừa tha mỡ hành luôn. Nướng gần chín xong là tha mỡ hành lên thơm bức luôn. Làm phần mỡ hành tha lên con cá cũng rất là đặc biệt. Làm không có làm dầu mà làm phải là làm bằng mỡ heo đó. Làm như lại hành lá là coi như là tha lên cho đều con cá, từ vừa tha vừa nướng nó thấm vô trong. Cũng sắp chín rồi, cái phần mình của nó là chín rồi các bạn. Giờ mình nướng kỹ lại cái phần đầu chút xíu. Cái phần đầu cũng chín rồi nhưng mà mình không cho kỹ cái phần đầu là cái phần da của nó đó, nó cháy vậy là các bạn đừng có sợ nha. Nó sẽ cháy như vậy. Một chút nữa mình sẽ cạo cái phần trái đó mình bỏ đi, mình không có ăn. Tại vì là cá nướng trui cho nên là cái phần da của nó mình trui lên nó cháy như vậy. Nó chín nó bên trong cái phần thịt. Con cá này là chín nè các bạn ơi. Bây giờ là mình bỏ nó ra nha. Đây. Còn con nữa. Sau khi mình nướng con cá mình chui nó xong các bạn, cái da của nó, cái dãy của nó đã bị cháy đi á, mình dùng một cái dao nhỏ để mình cạo cái phần cái dãy cháy của nó nha các bạn. Các bạn cạo nhẹ nhẹ trên da của nó thì cái phần dãy cháy của nó sẽ tróc đi, thì nó để lại cái phần da vàng nè. Các bạn nhìn thấy không, cái nướng chui thì nó có cái ăn, nó có cái thú vị của nướng chui nha các bạn. Các bạn cạo cái phần vỏ trái bên ngoài của nó nè, cái vảy này các bạn. Các bạn thấy không? Mình cạo cái nó tróc ra hết rồi. Đó. Nên khi nướng nó có lỡ trái cái phần bên ngoài đen các bạn cũng đừng sợ. Sau khi mình nướng mình sẽ cạo nó ra, nó tróc ra hết. Nó còn để phần da bên trong, da vàng của nó bên trong nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ nó ra đĩa nha. Để mình trình bày nha. Bây giờ mình rưới mỡ hành lên mình cá nha các bạn. Mình cho mỡ hành lên thơm lắm.
mỡ hành mới vừa làm xong là thơm. Bạn rưới lên cá, ăn cá nó thơm mỡ hành béo. Đến phần đuôi của nó luôn. Bây giờ mình làm cái phần nước chấm này nha. Cái phần nước chấm này cũng rất quan trọng. Nếu mà mình làm nước chấm ngon thì mình ăn, mình chấm vô cái món ăn mới ngon được nha các bạn. Cái chai mắm đêm này mình mua từ chợ về. Mắm đêm này người ta đã pha sẵn. Người ta để làm mắm đêm pha sẵn nè. Mình mua loại này cũng ngon nè. Thường thường người ta pha sẵn nhưng mà rất là mặn. Bây giờ mình phải chế biến lại thì nó mới ngon được nha. Mình có tỏi băm nha các bạn. Các bạn bỏ tỏi vô. Rồi xả băm. Các bạn cho ớt vô luôn. Và cái phần thơm mình đã băm sẵn nè. Các bạn lấy một ít thơm băm sẵn. Nếu mà nó nhiều cái phần xác quá thì các bạn lấy phần nước bỏ bớt phần xác lại nha. Mình cho vào đây khoảng một muỗng đường nha các bạn. Một muỗng canh đường. Rồi các bạn cho nước vào. Khoảng 2 muỗng nước. Các bạn quậy đều cho nó tan đường. Và chung cái hỗn hợp này với nhau, quậy lên cho nó tan đường nha. Bắt đầu mình mới cho cái phần mắm nêm xay vô sau nha các bạn. Trước khi mà các bạn cho mắm nêm ở trong chai ra, mình nên lắc đều. Tại vì cái phần cái lúc nào nó cũng lắng ở dưới phần đá chai hết á. Cho nên mình phải lắc đều khi mình cho ra chén nha. Rồi các bạn cho vô đây. Một muỗng, hai muỗng, ba muỗng, bốn muỗng. Rồi các bạn cho 4 muỗng xong rồi các bạn trộn đều và mình thử coi cái vị nó có vừa chưa nha các bạn. Tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình nha. Mình cho thêm 1 muỗng nữa nha các bạn. Rồi, vậy là rất là vừa đó. Khi mình nếm vô thì nó phải có cái vị thơm của mắm nêm, cái vị mặn của mắm nêm nhưng mà nó không mặn quá nha. Đồng thời nó hòa quyện với cái vị ngọt ngọt chua chua của thơm nè, cay cay của ớt và mùi thơm của sả nữa thì mới đúng là cái mắm nêm của nó ngon nha các bạn. Cái phần cá nướng đã chín rồi, mình đã bày sẵn lên bàn cùng với rau sống bánh tráng bún. Bây giờ mình mời các bạn dùng với mình nha. Bạn lấy đủ thứ loại rau hết nha, rau sống nè, xà lách nè, một miếng rau sơn nhái á, các bạn thọ tay á, thơm lắm, mình thích ăn cái đó lắm. Các bạn nào thích ăn cải bẹ xanh thì mua thêm nha. Cho thêm cải bẹ xanh vô ăn với cá nướng nó nồng nồng ngon lắm các bạn. Mình gắp một miếng dưa leo, một miếng thơm nữa nha. Rồi bây giờ mình sẽ gắp cái phần cá nha. Mình sẽ vẽ một cái phần cá. Vẽ con cá này trước nha các bạn. Nè các bạn nhìn thấy không? Thịt cá chín rất ngon nè. Mình bỏ nó vô đây để mình cuốn nó. Có cái phần da trái trái nữa nè, mình bỏ nó vô thêm một miếng, thơm lắm. Các bạn ơi, các bạn nhìn con cá của mình nè, mình nướng nè. Nó chín đều tới phần ở trong ruột, bụng cá luôn cũng chín đều luôn nè các bạn. Cái ruột của nó nè. Rồi mấy bạn thấy không, cái con cá ruộng á, cái ruột nó nhỏ xíu nè. Nó rất là ít mỡ, con cá bự như vậy mà cái ruột nhỏ xíu luôn. Còn con cá nuôi á mấy bạn, cái phần ruột của nó mỡ nó đóng nhiều lắm. Mình cuốn với cái rau lộc vừng nha các bạn. Rau này ông xã mình mới hái vô nè. Tự ngoài cây mới hái vô luôn. Rồi một miếng dưa leo, một miếng thơm. Rồi mình sẽ vẽ cái phần cá này bỏ lên nha. Rồi mình bỏ lên hộp đậu phộng nó ăn. Trúng cái hộp đậu phộng nó ngon lắm mấy bạn. Cái đọt lộc vừng đó các bạn ăn nó hơi thơm thơm, nó hơi chân chát, nó hòa quyện với những cái rau này với cái cá nướng này ăn nó cũng lạ lắm các bạn. Mình chúc các bạn làm thành công với món cá nướng chui nha các bạn. Nếu mà các bạn thấy video mình hay, các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo nha. Mình sẽ cố gắng làm những video tiếp theo cho các bạn xem, các bạn nhớ ủng hộ kênh của mình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều và chào tạm biệt các bạn. Bye bye.